Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jelly. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 1, là ngày cuối cùng của năm 2021 thật lịch âm lịch ha. Và chúng ta cũng là một ngày cuối cùng của tháng 1 dương. Ngày mai chúng ta sẽ bước sang một tháng mới của năm 2021, cũng là năm 2022. Cả về âm lịch đến dương lịch, ngày mai chúng ta đều bước sang tháng mới. Hôm nay thì sẽ có đêm giao thừa và chúng ta sẽ gọi là kết thúc một cái năm cũ ha. Không biết là liệu Bitcoin nó có nổ trong đêm nay không, để chúng ta có một cái đêm giao thừa nó xanh xanh mát một tí, đỏ quá, đỏ mãi. Chúng ta cũng vừa kết thúc một cái tuần cho nên là sẽ có khá là nhiều các cái thông tin để có thể chia sẻ với mọi người. Hôm nay chúng ta cũng sẽ nhìn điểm qua một cái chung về cái tình hình chứng khoán của bên Mỹ một chút, tình hình của nó qua một tuần vừa rồi thì nó kết quả như thế nào. Chúng ta cũng vẫn đến những cái thông tin mà chúng ta thường theo dõi trong các cái video trước đây mà thôi. Đó là các thông tin của on-chain, chúng ta sẽ lướt qua một chút ha. On-chain thì cho thấy Bitcoin đang được nạp vào trên các cái sàn giao dịch trong những ngày cuối cùng của cái năm Đinh Sửu, một năm Tân Sửu nhỉ. Tân Sửu đúng không ạ? Chúng ta bước qua một trải qua cái ngày cuối cùng của năm Tân Sửu thì Bitcoin nó có một cái lượng nạp lên sàn giao dịch rất là nhiều. Hay nói cái khác là cái lượng mà rút ra nó không có nhiều bằng cái lượng rút vào, nạp vào. Đấy, rằng là cái lượng Bitcoin nạp vào là tận 37.000, 37.000 bit đó. À không, 51,6 nghìn bit, nhưng mà cái lượng mà rút ra nó chỉ có khoảng 34.000 bit thôi. Chúng ta vẫn thấy rằng là cái lượng Bitcoin nó nạp ra nạp vào như này, thực tế mà nói có rất là nhiều các cái trường phái người ta cho rằng những cái thông tin on chain này hoàn toàn nó không chính xác. Lý do tại sao? Tại vì là một cái ví lạnh nó có thể nạp vào hoặc rút ra các sàn giao dịch nó chỉ trong vòng vài phút mà thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay nó làm một cái giao dịch, nó nạp vào để chơi vậy thôi và sau nó lại rút ra làm cho ta bị nhiễu. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái on chain mà nó chi tiết quá, tức là chúng ta xem vào từng giờ thì thực tế mà nó không có quá nhiều cái ý nghĩa. Cũng giống như là chúng ta ngồi chúng ta trade vậy, chúng ta trade trên cái khung 15 phút vậy, hay là khung 1 giờ, nó sẽ khó để chúng ta phân biệt hơn về cái ta nhìn vào cái tổng quát hơn ha. Thì chúng ta chỉ cần để ý là trong cái thời gian hiện tại, kể từ những cái thời điểm mà Bitcoin đang ở khu vực đỉnh hay là từ những cái thời điểm mà Bitcoin đang ở khu vực đáy của tháng 7, nó thấy rằng đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang có một xu hướng là giảm dần. Một hai ngày hôm nay thì nó có một xu hướng tăng lên một chút và chúng ta sẽ liên tục để ý hơn ha. Cho nên là nếu mà chúng ta cứ nhìn vào những cái ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó khó để có thể mà nắm nắm bắt được. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái đường trung bình ha. Cái đường trung bình 30 ngày xem là cái lượng đấy nó như thế nào. Tại mà nói thì vẫn đang loanh quanh ở cái đường trung bình 30 ngày ha. Nạp vào và rút ra không quá nhiều. Nó thể hiện rằng là nếu bây giờ mà chúng ta cứ nhìn liên tục vào cái chặt này thì nó cũng sẽ không có chính xác. Chúng ta sẽ nhìn nó dài hạn một chút và chúng ta vẫn thấy rằng là về cơ bản nó vẫn đang có cái lượng Bitcoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch. Bởi vì là cái này nó đúng không? Chúng ta thấy rằng là chúng ta nếu mà dùng các cái ví lạnh nó sẽ rất nhanh chóng để có thể là nạp vào và rút ra. Và nếu mà cứ nhìn vào những cái dữ liệu ngắn hạn thì sẽ khó để mà hình dung, nó sẽ bị loạn, sẽ rối ha. Ether thì không có nhiều cái khả quan, không nhiều khả quan khi mà nó cứ loanh quanh thôi, cứ có nạp vào rút ra bình thường, không không có gì là quá đặc biệt. Nhìn chung về tổng quát thì Ether vẫn đang được rút ra, không có gì đặc biệt cả. Đây là cái lượng Bitcoin được các cái thợ đào họ lưu trữ thì nó ngày hôm qua cũng vừa tăng lên thêm một mức mới. Rồi, không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt ở trên cái on chain. Đây là một cái bảng danh sách được cái trang thì nhỉ, Viewbase họ tổng hết hợp lại thì chúng ta thấy rằng là trong 30 ngày thì cái lượng Bitcoin ở trên các sàn giao dịch nó bị rút ra là 66.000, nhiều vậy à, 66.000 đó. Hàng ngày thì nó vẫn rút ra và trong ngày hôm vừa rồi thì là có 9.800 bit rút ra ở trên Binance. Tại vì là mình không có xem, mình không lưu được dữ liệu lịch sử nên mình phải lấy lại cái thông tin này đó. Đó thì đây là ngày 29 tháng 12 à, 29 ớ, đây là ngày 29 tháng 1. Rồi chúng ta sẽ đến cái ngày hôm nay ha.
À, ngày hôm 30 tháng 11, ngày hôm nay thì hình như là chưa có. Thế nên là ngày 30 tháng 1 thì tổng kết lại các cái sàn giao dịch lại là một cái lượng Bitcoin nạp lên rất là nhiều, đặc biệt là trên sàn Binance. Có 49.000 Bitcoin được nạp lên trên sàn Binance. Coinbase cũng có một chút ha. OKX thì lại được giảm đi. Chúng ta thấy chỉ có Binance là nạp nhiều nhất và nó chiếm tới gần như là 90% cái lượng Bitcoin được nạp lên các sàn giao dịch trong ngày hôm qua, là khoảng 50.000 bit nạp lên, rất là nhiều. Binance nó rất là dị ha. Binance toàn là những cái người mà người ta có những cái khối lượng Bitcoin nó rất là lớn. Cho nên là khi mà nó di chuyển nó sẽ, chúng ta thấy rằng là cái lượng Bitcoin nó nạp lên quá khủng khiếp trong ngày hôm qua. 49.000, có lẽ là những ngày giáp Tết thôi. Hy vọng là thông tin mà chúng ta vẫn tin tưởng nó là những ngày giáp Tết thì người ta còn rút ra nhiều. Và thế nhưng mà trên tổng 30 ngày thì Binance vẫn là bị rút ra nhiều, khoảng 32.000 bit. Tổng một tháng thì hiện tại là vẫn đang, cái lượng bit ở trên sàn nó vẫn đang bị rút ra âm ha, lượng âm. Chà, khủng khiếp nhỉ. Trên Binance, Binance nó nạp lên rất là khủng khiếp. Vào ngày hôm qua nó có một cái cây quạt lên, trước đó thì là đang bị rút ra rất là nhiều nhưng mà sau đấy thì lại được nạp lên, không hiểu là lý do gì. Và chúng ta cũng chờ đợi thêm ha. Hy vọng rằng là các anh Trung Quốc anh ấy bán cái Binance, dù sao thì cả thế giới người ta vẫn dùng. Ok, đây là một cái biểu đồ mà tôi thấy cái lượng, cũng là lượng Bitcoin các cái ví ở trên các sàn giao dịch nó nhiều như thế nào. Thì hiện tại nếu mà để so sánh ở trên cái biểu đồ trực quan như thế này, chúng ta thấy rằng là Coinbase vẫn là cái lượng mà Bitcoin chiếm nhiều nhất. Thế còn ở cái trang này, trang Viewbase này, thì nó lại cho rằng là hiện tại nguồn cung ở trên các cái sàn giao dịch ấy, nó chỉ khoảng 6% thôi, tức là 1.300.000 bit. Thế trong khi là trên CryptoQuant thì là 2,3 triệu bit, thì chúng ta cũng chưa biết là nó chính xác, độ chính xác nó như thế nào. Nếu mà 6,2 triệu thì đây là một cái con số rất là nhỏ ha. Rồi chúng ta sẽ chia thử ha. 6,2%, 1,3 này chia cho 18.89 ha. 6,8, à nó lại chia cho tổng cung à. Thôi chúng ta sẽ chia cho tổng cái nguồn Bitcoin mà nó đã được đào ra ha, là khoảng 6,8%. Bây giờ nếu nó là 2,3 theo CryptoQuant thì nó sẽ là bao nhiêu? Thì nó là 12%, đúng 12% là con số mà trước đây chúng ta đã tính ha. Nhưng cái trên cái trang này thì nó lại loại bỏ đi một chút. Thì cái số dư ở trên sàn Coinbase hiện tại vẫn đang nhiều nhất, sau đó Binance, rồi Bitfinex ha. Rồi đến ngày hôm nay thì sẽ là 30 ngày, tổng kết 30 ngày thì trên Binance cũng giảm đi. Giảm đi 31.000 tổng cộng. Trên cái trang này nhìn khá trực quan ha. Cái biểu đồ này thì là cái biểu đồ gì à? Historical price này thì là cái lượng, là cái giá Bitcoin. Cái dòng màu xanh thì là thể hiện theo USD. Thế còn cái đường màu vàng bên dưới thì là thể hiện theo giá của Ethereum. Mọi người thấy rằng là từ cái năm 2019 đến bây giờ thì giá của Bitcoin so với Ether ấy, thì là luôn giảm. Thế tức là Ether nó tăng giá so với Bit. Đây là một thông tin khá thú vị. Khá thú vị. Trong năm nay thì giá Ether cũng có cái sự giảm nhưng mà nó không rõ ràng đâu. Chúng ta kéo vào xem. Nó không rõ ràng. Có những thời điểm mà nó cũng tăng lên. Thời điểm này là thời điểm mà giá Bitcoin đang tăng lên so với Ether. So với cái thời điểm mà tháng 12 ha, 8 tháng 12 và Ether nó tăng vọt lên trong khi Bitcoin thì tụt. Khá là hay. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với cái thông tin chính của cái buổi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ phân tích xem là liệu cái nến tuần, nến ngày, nến tháng của đến giờ của Bitcoin nó sẽ như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một số các đồng altcoin ha. Ok.